dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém qua. Hey, 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 hey. Bỏ lại ngày thật phiền đằng sau đi, xem đời làm sao. Đi, xem đời làm sao. Từ một lần giữa vòng vai nhau, xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Đặt một lần trọn vẹn niềm tin đi, xem đời làm sao. Chung đi tao cho ta sẽ ta thế nào? Từ xưa là thế nào? Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Không được giết khách hàng, không được giết khách hàng, không được giết khách hàng, không được giết, không được giết. Đây, đây, đây. Làm sao thế? Ai giết? Giết ai? Khách hàng. Em biết. Lại là một sự vụ liên quan đến khách hàng đúng không? Ôi giời ơi, ôi. Kìa thôi, nè, 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 quá nè. Từ sáng giờ con bé Yên Chi đã kêu rồi, bây giờ đến lượt bà cũng kêu. Có mỗi cái khách hàng thôi mà ngày nào cũng kêu. Bao nhiêu đám cay khổ cực, lúc nào cũng phải nuốt vào trong. Không được, chúng ta không thể nào mà chịu khổ một mình như thế được. Phải thông báo với cả thế giới rằng là chúng ta đang phải bị tù đầy. Thông báo cả thế giới ra đây mà xem. Cả thế giới, cả thế giới ra đây. Im đi, khổ quá. Làm vlog, vlog kể khổ. Vlog, ok luôn. Xem mày quay đi. Mày quay, mày quay. Để bên kia, để bên kia. Này này này, thế là bây giờ bọn mình nói kiểu gì nhỉ? Thì nói sự thật thôi. Mình chỉ nói với thế giới sự thật thôi mà. Đấy. Khổ như nào nói ra. Nào. Đó, này em chưa? Chết sẵn rồi đấy nhá. Bật đi. Nét rồi, chuẩn bị okay. Chưa? Sẵn chưa? Rồi. Tôi đến từ 5 nhá. 5, 4, bắt đầu rồi. Dùng quá. 2, 3. Vâng, kính thưa các quý bạn và các vị. Hôm nay chúng tôi làm vlog này là để muốn có một lời gửi gắm, những mong muốn. À, hỡi các anh em trên toàn thế giới, nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Thì các bạn hãy chung tay bảo vệ những sinh linh bé nhỏ yếu ớt làm truyền thông như chúng tôi đây. Chậm quá. Hãy nói một cách khác là sau đây chúng tôi sẽ nói về những cái khổ cực trong công việc mà chúng tôi mắc phải. Hay là những cái quả khách hàng mà vô cùng khó đỡ. Tôi tên là Thảo Mai. Tôi là Dũng Sĩ. Mình thường gọi tôi là Dũng Sĩ Vĩ Đại. Còn em là Yên Chi. Mọi người gọi em là Chi Từ Bi. Vâng, và sau đây chúng tôi xin được bắt đầu. Bắt đầu đi. Nói đi đi. Ủa, không ai nói gì vậy? Chị kể vô đi. Khổ quá, nói như nó không lột tả được hết những cái khó khăn của chúng ta. Tái diễn hiện trường. Ok. Có nhớ quả khách hàng từ hồi đầu tháng không? Ôi, thằng cha đấy, này cái thằng cha đấy trong truyền thuyết là bị giết rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tái diễn vụ án hiện trường. Ông là khách hàng đấy. Ok. Diễn là nghề của ông rồi đúng không? Được. Yên Chi, đi lấy slate đi. Vâng. Cho nó chuyên nghiệp. Quyết định vậy nhá, ông là khách hàng còn tôi là chính tôi. Ok. Nè 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 nè, xin ra. Chuẩn bị đấy. 2, 3. Chuẩn cái. Đừng để những giây phút bên bạn bè bị căng thẳng mệt mỏi. Đã có trà xanh không độ, được làm từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giữ nguyên tinh chất EGCG cùng vị chanh thanh mát, giúp bạn thật sự sảng khoái, dâng trào cảm hứng sáng tạo. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Chào mừng anh đến với công ty 5 Plus chúng em. Anh lựa chọn công ty 5 Plus là một sự lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo đấy ạ. Mà lâu lắm chúng em mới có một khách hàng
Trông đẹp dài nhà anh đấy. Cảm ơn em. Mà sao cái công ty này kiếm đâu ra cái người vừa đẹp tâm hồn mà lại ngoại hình cũng trông ổn thế kia không biết nữa. Anh biết ông sếp của chúng em ấy lúc nào cũng bảo với chúng em là phải đặt nụ cười lên hàng đầu, cho dù khách hàng có khó tính, có làm khó em đến chừng nào thì em vẫn phải cười, lúc nào cũng phải cười niềm nở. Thế thì em yên tâm nhé. Riêng anh hôm nay em gặp thì vô cùng dễ tính luôn. Anh là dễ tính nhất cái Việt Nam này luôn rồi. Vâng, thế thì hay quá. À, thế hôm nay anh đến với chúng em thì có những cái ý tưởng gì cho quảng cáo của công ty chúng mình ạ? Cái ý tưởng của anh thì nó cũng không có gì là đặc biệt cả. Nói chung là anh cũng chỉ đơn giản thôi, vì vốn anh là một con người đơn giản mà. Anh đang muốn làm một cái đoạn phim tầm 10 phút về doanh nghiệp của anh. Quảng cáo bình thường thôi. Mà cái phim doanh nghiệp này là cái yêu cầu đặc biệt là phải toàn bộ cái diễn viên trong đấy phải đẹp từ ngoài vào trong, đẹp từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ Bắc vào Nam, nói chung là đẹp toàn diện. Đấy. Và bên cạnh những cái diễn viên nó đẹp như thiên thần như thế thì em phải sắp xếp cho anh điểm xuyến một vài những cái đoạn cao trào, một cái đoạn mà lay lắt, một cái đoạn mà cảm giác như kiểu nó bùng cháy đó. Thì bộ phim nó mới có nhiều những cái đoạn kịch tính, em hiểu không? Đấy, ghi vào ngay nhá. Đấy, okay, kịch okay. Tính cao trào bùng cháy. Và bên cạnh những cái đoạn mà cao trào như vậy thì phải có những giọt nước mắt. Ui, em hay xem mấy cái quảng cáo Thái không? Cái quảng cáo mà nó cứ khóc, mà nó khóc kiểu như khóc luôn đấy. Nó khóc mà nó kiểu gọi là chảy nước mắt rồi đấy. Đấy, nó phải thật là cảm xúc như thế, tuôn trào như thế cho anh. Đó, và bên cạnh những cái giọt nước mắt như vậy, những cái sự chia ly, những cái sự buồn tủi như vậy thì phải có những chàng cười. Phải cười, cười nó phải cười gọi là cười đứt ruột. Cười há mồm ra. Đó, cười há mồm ra em, há mồm. Đấy, đúng rồi, phải cười như thế thì nó mới có một cái sự gọi là hài hước. Đấy, bên cạnh đang khóc phải cười, đang cười phải khóc, khóc, cười, cười, khóc. Đó, thì nó phải như thế. Và cái yêu cầu của anh nữa là chỉ có thế thôi. Đấy, em thấy không? Rất đơn giản. Chỉ thế thôi. Rất đơn giản. Với cái kịch bản mà đơn giản như thế này ấy, thì anh dự tính là sẽ chi khoảng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ấy à? Anh là một con người đơn giản, anh nhắc lại lần nữa. Thế nên là mọi thứ anh yêu cầu của em nó cũng vô cùng giản đơn, em thấy không? Đó. Thế nên là mà em cũng không phải sợ đâu. Vì bên anh là một công ty rất là nổi tiếng, một doanh nghiệp rất là tầm cỡ. Vậy nên là cái kinh phí mà anh đưa ra nó cũng phải tầm cỡ y như vậy. Để anh tính xem nào. Một cái bộ phim anh cũng yêu cầu nó cũng đơn giản như vậy thôi. Tình tiết cũng không có gì mấy, yêu cầu thì cũng không có gì nhiều. Thì anh nghĩ là khoảng tầm 4,5 triệu, 5 triệu đi. Thì còn thừa bao nhiêu thì anh cho em hết. Đúng rồi, phải cười như thế. Từ nãy giờ anh thấy mặt em cứ làm sao, nó cứ mêu mêu. Ok. Anh ơi, bây giờ em sẽ cho anh xem một cái đoạn clip mà nó vừa hay, nó vừa chất lượng, nó vừa có khóc, vừa có cười, diễn viên lại rất là đẹp. Và quan trọng, rất rẻ. Vậy thì mời em show off cho anh xem. Kịch bản như thế mà cô cũng đưa ra cũng show off cho tôi xem được. Tôi nói cô biết nhá, nhìn mặt tôi giống cái trẻ con không hả? Mà cô đưa tôi những kịch bản vớ vẩn như thế. Ngay từ ngày hôm nay tôi sẽ về, tôi sẽ nói với tất cả các doanh nghiệp, các cái đối tác của tôi rằng là cái công ty 5 Flot thì cô là công ty vớ vẩn. Hôm nay cũng không lấy cái kịch bản của mình nữa, mà sửa lại tôi xem nhé. Tôi sẽ cho tất cả các cô cậu thất nghiệp hết. Làm ăn như thế nè. Từ nãy giờ nói mồm cứ loét cả ra thế. Đâu cái mồm ạ? Thế xong chị có nghĩ ra kịch bản gì không? Lại hồn, cho tôi 45 triệu tôi cũng không thể nào mà nghĩ ra được kịch bản đơn giản như thế. Đùa, không hiểu sao có mấy khách hàng đi ra ngoài đường bị quên não ở nhà hay sao ấy?
Tôi công nhận cái nghề sáng tạo của bà nó khổ thật. Phải, tôi cho vi cái giày vào mặt thằng khách hàng ấy luôn. Chẳng phải là một mình các anh các chị mới khổ đâu. Phải như em bên này, một con thiết kế là một con khổ nhất. Phải chạy theo những cái ý tưởng mà gọi là hãm của khách hàng, rồi là não em cũng hãm theo rồi. Trông mặt em sồn sồn này quát phát có mặt nó chạy mất dép rồi. Ai nói với anh thế? Bây giờ anh cứ vào cái vai mà thiết kế đi, em vào vai khách hàng cho, rồi anh sẽ hiểu. Ok. Được chưa chị? Nói chung là cái bản thiết kế của em là cũng khá đẹp đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chị muốn em chỉnh sửa cho chị một chút chút. Ok chị. Một chút chút thôi. Như thế này nhá. Em sửa giúp chị lại cái màu một chút chút này. Ok. Cái phông chữ thì em cũng thay đổi cho chị một chút chút. Với lại cái bố cục ấy, em cũng sắp xếp lại cho chị một chút chút. Chị ơi, một chút chút của chị nó sao? Thế mình có làm được không nhỉ? Làm chị ạ. Làm được chứ. Đấy. Ôi dồi em ơi. Cái phông chữ này nó nhỏ quá, không đọc được. Em phải phóng to ra cho chị, phóng to ra. Ôi giời, chị to cứ để em. Ui, em ơi, to quá. Cả cái dòng chữ chị cho em cho còn có một chữ là như thu lại, bế lại. Ôi kia, thế là bé quá. Chất giả to một tí, to ra. Miết nè, từ. Rồi. Đấy, nó phải vừa dài thế này nó mới khít với chị. Đấy. Ôi, thế nhưng mà em ơi, chứ còn cái tông màu các thứ là nó chưa hợp lý. Từ em để chị tính nào. Công sếp nhà chị là sinh năm 75 này, nó phải hợp với phong thủy. Đúng rồi. Em để cho chị cái tông màu hồng đi. Màu hồng cho nam tính. Mà riêng cái chữ nhá là em phải để trên cái nền xanh nõn chuối, xanh lét mà. Màu xanh nõn chuối tinh. Đấy. Ôi em mời xanh lét mà. Xanh như này được không ạ? Lét nữa. Lét mà. Rồi, thôi. Ui giời, được rồi. Ôi nhưng mà thế nào nhỉ? Nó vẫn chưa được. Đúng rồi, cái bố cục của em mà nó để xiên vẹo nó, cái bố cục đáng nghĩa nó phải như này này. Đấy. Bố cục nó phải tầm như thế. Rồi. Đấy, em để nghiêng cho chị lại cái bố cục này. Nghiêng này này. Ôi, không, chị ơi, chị cứ bình tĩnh thì em sẽ cho chị nghiêng rồi đây này. Nghiêng. Rồi. Này, cân chưa nhỉ? Chưa ạ? Cân rồi. Cân chưa chị? Này này, để chị xem, xét được cái tổng thể này. Đây, cân chưa? Rồi, cân okay. Rồi. À. Thôi, để xem nào. Xem lại toàn bộ nào. Vâng. Đấy. Xét về cái tổng thể như thế này là tạm thời là đạt chuẩn đấy. Ok. Rồi mà chị cũng phải phục chị quá cơ. Đấy, em ấy cái sản phẩm này ấy, mà không có cái bàn tay mà tư vấn nặng bóp của chị ấy. Làm gì có một cái sản phẩm mà nó tuyệt vời như thế này, phải không? Dạ vâng ạ. Ôi dồi, em có giỏi đến đâu mà không có chị ngồi bên cạnh thì làm sao em có thể làm được một bản thiết kế đẹp như thế này. Thôi bây giờ em đi luôn, ok chị? Em làm gì nóng vội, cho chị xem lại cái bản thiết kế đầu tiên để em cái bản mà chưa chỉnh ấy. Chị còn có cái sự so sánh. Rồi ok. Đấy, bản chưa chỉnh nhá. Bản chưa chỉnh này, chị thấy không? Xấu ơi là xấu. Bản chưa chỉnh nè. Vâng. Thích bản chỉnh rồi đâu? Chỉnh rồi đây. Cho chị xem lại bản chưa chỉnh nào. Chưa chỉnh đây. Chưa chỉnh đây. Tôi chết nhỉ. Cho cái bản chỉnh rồi, bản chưa chỉnh lại chả gì khác nhau nhỉ. Thế. Cái bản chỉnh rồi, bản chưa chỉnh. Ui, đúng rồi, cái bản chỉnh rồi nó đẹp như thế cơ mà. Đúng rồi. Thế tóm lại là em cho chị xuất in cho chị cái bản chưa chỉnh. Chị lấy bản chưa chỉnh ấy. Mình có in được không nhỉ? In được ạ. mình in được đúng không? Đấy. Nói chung là ấy, em phải qua bàn tay chỉnh sửa của chị thì nó mới có một cái bản chỉnh sửa rồi đẹp như thế. Nhưng mà chắc là sếp chị thích cái bản chưa chỉnh nên là chú gửi in cho chị bản chưa chỉnh nhá. Thế thì tầm này buổi chiều là khoảng 3 giờ 4 giờ là có bản sang công ty chị chứ nhỉ? Rồi chị ạ. Có rồi đúng không? Rồi đấy. Nên là bây giờ chú in ngay cho chị nhá. Xong thì phi như một cơn gió là gửi sang công ty cho chị nhá. Rồi chị cảm ơn nhá. Ở công ty làm việc tốt nhá, chị về đây. Anh đã ngấm chưa? Rồi. Anh đã hiểu cái nỗi khổ của cô rồi. Bây giờ đến lượt ông đấy. Đã bị khách hàng cho ăn hành bao giờ chưa? Ôi dồi ôi, không phải hành đâu mà hành lá, hành củ, hành gốc, hành rễ, không hành gì cũng ăn hết rồi. Để tôi sẽ kể cho bà xem. Tổ chức sản xuất,
Tổ chức sản xuất ơi, tổ chức sản xuất đâu rồi nhở? Chị ơi, em đây. Nãy giờ em ngồi đây à? Nhỏ quá chị không nhìn thấy. Chị ơi, chị xem hộ em cái cảnh quay vừa rồi của bọn mình đã được chưa ạ? Em thấy ok lắm rồi đấy. Chị thấy ok, cảnh quay đẹp, diễn viên xuất sắc. Nó không vui như thế đâu em. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ nhỏ. Chị thấy xuyên suốt cảnh quay ý, có một cái đạo cụ là tên, biển tên của giám đốc ấy. Chị không thích cái tên Đăng Dũng này lắm, bởi vì nó cứ bị uốn lượn ấy. Chị không thích, chị thích một cái tên nào mà nó phải thẳng, nó phải tiến lên, như kiểu là Đăng Khôi hoặc Đăng Dương ấy. Đấy, em đổi cho chị ký biển tên đi. Ôi chị ơi, cái tên Dũng là cái tên đẹp nhất thiên hà vũ trụ hành tinh này rồi. Làm gì có tên nào đẹp hơn nữa hả chị? Chị là khách hàng, em buồn cười thế. Tôi đề nghị như thế nào thì anh phải làm theo. Tôi nói cho anh nghe nhá, tôi không thích cái tên Đăng Dũng. Bây giờ tôi thích cái tên Đăng Khôi hoặc Đăng Dương, ok? Chị ơi, có cái tên thôi làm gì phải khó khăn nữa. Với cả tổ quay người ta đã quay xong rồi, người ta đã nghiệm thu file rồi. Bây giờ em cho chị cái thành quả cuối cùng thì bây giờ chị làm vậy khó cho bọn em quá. Khó cái gì, bây giờ tôi muốn đổi thì là phải đổi, nghe chưa? Tại sao lại có người mà cãi nhau như thế được nhỉ? Cãi khách hàng như thế được nhỉ? Nói chung là tôi không thích cái tên Đăng Dũng, tôi thích cái tên Đăng Khôi hoặc là Đăng Dương. Mặc buồn cười nhỉ? Cái vấn đề này là anh phải chuẩn bị từ trước. Tại sao đến bây giờ chuyện đã rồi mà nói tôi không sửa được, tôi không làm được, thế là thế nào? Chuẩn bị từ trước? Ồ, chỉ thế thôi à? Cứ từ từ, còn nữa. Mời vào. Úi dồi ôi, với cái cửa nhà này. Ôi, 2017 rồi có màu hồng. Mời chị ngồi. Ơn rồi, tổ chức sản xuất đây rồi. Xin chào chị, hôm nay chị đến đây không biết là có việc gì muốn nhờ đến bọn em ạ? À, như thế này là cho nó vuông luôn nhá. Dạ. À, khách hàng bên công ty nhà chị là bây giờ là họ yêu cầu là mình phải làm logo. Mà cái logo ở đây là nó phải được dán, được treo khắp cái căn phòng. Nó dán từ cái đĩa, cái bát, cái tủ, cái giường, cái ghế, cái sofa, cái tivi. Nói chung là dán tất. Chị ơi, bên mình làm gì đã có logo đâu. Chị ơi, bên mình làm gì đã có logo đâu. Ô thế em làm ăn như thế này hay nhở. Cái logo nó hết sức là đơn giản. Em về, em ra em in một cái thì là em một đống cái logo rồi. Chị ơi, nhưng mà khó quá. 30 phút nữa mình bắt đầu quay rồi. Bây giờ chị mới yêu cầu bọn em thì làm sao bọn em làm kịp được. Em làm tổ chức sản xuất như thế thì quá kém. Và chị đề cho em một cái phương án như thế này. Là em ra ngoài kia, em gặp ngay cái hàng photo ngay đầu công ty. Đấy, thế là chỉ trong vòng 1 phút thôi nè, em có 300 cái logo. Mà trong vòng 30 phút thì em có hàng nghìn cái logo. Mà chị nhấn mạnh cho em biết là em phải dán ngập tràn cái phòng này, từ tivi, tủ lạnh, bát đĩa, điều hòa, máy giặt, máy sợi. Thôi. Logo dễ thế thì ai mà chả làm được. Tôi nói là không có logo là không có logo. Công ty chúng tôi không thể nào làm nhanh được như thế. Chỉ muốn ra chị bên ngoài, ra bên ngoài mới làm. Với công ty bên ngoài thì họ sẽ chửi chị như vậy. Nhưng mà không, với 5 Plus chúng em rất lịch sự và thân thiện. Chúng em sẽ nói là ok, 30 phút nữa chị sẽ có logo. Chú làm ăn như thế cứ làm chị hết cả thế tình hình là như thế nhá. Nào bây giờ là chú ra ngoài kia, chú thiết kế cho chị một cái logo để trong một chú in ra, để chú về chú dán ngập tràn cái phòng này cho chị. Ấy, như thế là được đúng không? Được rồi. Thế bây giờ chị phải về chị tiếp khách hàng nhà chị. Thì không khách hàng mắng chị chết. Về nhá. Dạ vâng ạ. Trời đang mưa. Về nhá. Mời chị về. Photocopy à? Về mà làm! Đấy các bạn ạ, tại sao có những con người lại cứ nghĩ rằng cái quán photocopy có những cái quyền năng vô hạn như thế? Thế thì không hiểu Yến Chi được sinh ra trên đời này để làm gì? Vâng, và sau đây tôi xin có đôi lời phỏng vấn cô ấy. Yến Chi, em muốn nói gì với các bạn về cái vấn đề vừa rồi? Kính thưa quý vị và các bạn, với những người mà làm truyền thông, đặc biệt là thiết kế như em ấy, thì em chỉ mong rằng em sẽ gặp được những cái khách hàng mà vừa có ý thức, vừa có nhận thức, mà quan trọng là phải có não chị. Có não. Xin lỗi. Vâng, đấy là chia sẻ của tôi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Yến Chi rất nhiều. Thật ra là cái nghề MC này là của Yến Chi với cả Dũng, nhưng mà hôm nay Thảo Mai cướp đàn. Nói gì nữa rồi quên rồi. Mời Dũng chia sẻ quan điểm. Vâng, Dũng. Sau đây tôi xin mời anh có đôi lời chia sẻ quan điểm về cái vấn đề trên.
Rất cảm ơn chị về câu hỏi vừa rồi. Và cái theo tôi thì vâng, việc... chúng tôi vô cùng cảm ơn về cái lời chia sẻ sâu sắc vừa rồi của Dũng. Nhưng mà thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin khép lại cái vlog tại đây. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Có điều thời gian như thế nào thì chưa rõ. Vâng. Thấy chưa? Thấy rồi. Tắt máy ơi. Sao? Không được đánh khách hàng. 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 Lại khách hàng. Đúng. Mọi người thực hiện đậm sâu đi xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Từ một lần dựa vào vai nhau xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Chung đi tâm cho ta sẽ và thế nào. Thực sự là thế nào. Mọi người mới thực hiện làm sâu đi xem đời làm sao. Từ một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Lúc mưa chung đi tâm cho ta sẽ và thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.